Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu, được dạy miễn phí trên kênh YouTube của Mr. Cảnh Excel. Bài học mà chúng ta sẽ học tiếp tối hôm nay đó là bài số 9. Bài số 9 chúng ta sẽ học về cách sử dụng hàm sum ifs trong Excel các bạn nhé. Chúng ta có một cái bảng ví dụ như thế này. Và yêu cầu của chúng ta là thống kê số lượng nhập xuất theo từng mã hàng. Các bạn nhé, yêu cầu của chúng ta là thống kê số lượng nhập xuất theo từng mã hàng. Thì để thống kê cái số lượng nhập xuất theo từng mã hàng, đầu tiên chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ có bao nhiêu mã hàng và là những mã hàng nào. Đấy, thì chúng ta phải xác định như vậy. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ quét chọn cái cột mã hàng và chúng ta copy ra bên một cái khu vực khác. Ví dụ mình để ở bên này và mình dán ở bên này. Sau đó các bạn sẽ vào thẻ data. Chúng ta chọn vào remove WK. Và các bạn, nếu mà hộp thoại này hiện ra, các bạn chọn OK. Và có một cái thông báo hiện lên là báo rằng là có 5 cái giá trị bị trùng và đã được xóa đi, và giữ lại 10 cái giá trị. Ý nghĩa của nó là như vậy nhé. Thì chúng ta đã được một cái danh sách những cái mã hàng mà không lặp lại. Tiếp theo là chúng ta cần phải thống kê số lượng nhập xuất, đúng không các bạn? Đó. Giả sử như chúng ta thống kê số lượng nhập đi. Đấy, thì mình sẽ viết là số lượng nhập ở đây các bạn nhé. Mình viết tắt. Số lượng nhập là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm sum ifs như sau. Chúng ta nhập dấu bằng này. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái hàm sum ifs ra. Chúng ta lấy hàm sum ifs ra các bạn nhé. Các bạn có thể viết tên hàm cũng được, nhưng mình không thích viết, mình sử dụng cửa sổ hàm. Rồi, cái đối số đầu tiên của hàm sum ifs chính là cái vùng cần tính tổng, là cái cột số lượng các bạn nhé. Thì chúng ta quét cả cái cột số lượng này và sau đó chúng ta cố định F4. Tiếp theo, đối số tiếp theo của hàm sum ifs là cái vùng chứa điều kiện. Điều kiện của chúng ta ở đây là mã hàng, thì cái vùng chứa mã hàng chính là cái cột mã hàng ở bên này các bạn nhé. Các bạn sẽ quét và cố định F4. Tiếp theo là đến điều kiện, thì chúng ta sẽ chọn vào cái mã hàng đây. Chúng ta chọn vào mã hàng. Rồi tiếp theo đến cái vùng chứa điều kiện số 2. Vì là sum ifs là dùng cho trường hợp nhiều điều kiện các bạn nhé. Nhiều có nghĩa là từ 2 trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum ifs. Còn nếu mà chỉ một điều kiện thôi thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ quét điều kiện, cái vùng điều kiện thứ 2 là cái vùng chứa điều kiện thứ hai là cái vùng là cái cột nhập xuất này các bạn nhé. Sau chúng ta cố định lại. Rồi, bây giờ chúng ta cần tính cái số lượng nhập, thì chỗ này điều kiện của chúng ta sẽ viết nhập chính là chữ L các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ để cái điều kiện ở trong dấu nháy kép, bởi vì chúng ta đang viết chữ các bạn nhé. Chữ trong công thức chúng ta sẽ phải để trong dấu nháy kép. Thì các bạn hiểu là chuỗi trong công thức thì sẽ phải để trong dấu nháy kép. Sau đó chúng ta nhấn phím OK này, nhấn OK nhé, và chúng ta kéo xuống. Đó, các bạn thấy kết quả nhé. Bây giờ mình thử cộng tổng lại xem là bằng bao nhiêu nhé. Tổng là 84 nhé, tổng 84. Bây giờ chúng ta xem nhé, xem những cái mã nhập tổng có đúng là 84 không. Thì chúng ta để xem, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ quét toàn bộ bảng lên này. Các bạn sẽ tạo cho một cái bộ lọc cho cái bảng tính của mình. Đó. Sau đó các bạn bấm vào cái cột nhập xuất này này. Các bạn bỏ chữ X đi. Có nghĩa là chúng ta chỉ chọn những cái mã nhập thôi. Sau đó chúng ta OK. Và nó sẽ lọc cho chúng ta những cái dòng mà có cái chữ L này. Có nghĩa là những cái dòng nhập các bạn nhé. Sau đó chúng ta quét cái cột số lượng đó, và các bạn quan sát xuống phía dưới này, nó đang hiện là 84 đúng không các bạn? Đó, đang hiện 84, có nghĩa là cái kết quả tính toán của chúng ta là đúng rồi. Bây giờ mình bỏ lọc đi.
Đó, các bạn thấy 84 là đúng rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ tính số lượng suất cũng tương tự như vậy luôn. Số lượng suất các bạn nhé. Đó, mình sẽ cũng gõ dấu bằng và mình lấy hàm sum ifs ra này. Đầu tiên cũng là vùng cần tính tổng các bạn nhé, thì là cột số lượng, mình sẽ quét cột số lượng. Sau đó cố định F4 các bạn nhé. Và tiếp theo là chúng ta sẽ quét cái vùng chứa điều kiện. Thứ nhất là điều kiện thứ nhất của chúng ta chính là mã hàng, thì chúng ta sẽ quét chọn cái cột mã hàng ở bên này và chúng ta cố định F4 nó. Tiếp theo là điều kiện thì chúng ta sẽ chọn vào cái mã hàng này các bạn nhé, chọn mã hàng. Sau đó là tiếp theo là chúng ta sẽ quét cái vùng chứa điều kiện 2, chính là cái cột nhập xuất. Điều kiện 2 của chúng ta là như vậy nhé. Sau đó chúng ta cũng cố định bình thường và chúng ta sẽ viết cái điều kiện của chúng ta. Ở tình huống này, thay vì mình viết chữ X giống như là lúc đầu chúng ta viết chữ N, nhưng mình sẽ không viết trực tiếp nữa, mà mình sẽ dùng một cái địa chỉ ô, thì mình sẽ kích chọn trực tiếp vào một cái ô mà chứa chữ X đó. Sau đó chúng ta sẽ nhấn F4 để chúng ta cố định nó các bạn nhé. Khi chúng ta sử dụng địa chỉ ô thì chúng ta sẽ phải cố định nó, bởi vì khi chúng ta mà không cố định là khi chúng ta kéo công thức đi ấy, là nó những cái ô đó nó sẽ chạy đi, thì chạy đi thì nó sẽ bị sai các bạn nhé. Khi mà chúng ta sử dụng địa chỉ ô là chúng ta phải cố định nó. Rồi sau đó mình nhấn phím OK này và mình kéo xuống và mình cộng tổng lại xem có đúng không các bạn nhé. 70 các bạn nhé, 70. Rồi bây giờ tương tự như thế, mình sẽ lọc ra những cái dòng mà chứa chữ X thôi. Sau đó chúng ta quét bôi cái vùng cột số lượng này này, và các bạn quan sát xuống phía dưới này, các bạn nhìn thấy sum bằng 70 đúng không ạ? Đó, khi đi làm thực tế chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta sẽ kiểm tra nhanh cái kết quả bằng cách như vậy các bạn nhé. Thì đó là cái cách sử dụng hàm sum ifs ở trong Excel các bạn nhé. Mình là Mr. Cảnh Excel, nếu các bạn muốn học trực tiếp hoặc là học một cái khóa chuyên sâu thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình có để cái đường link ở để cái thông tin ở dưới clip video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình nhé.